Xin chào cô chú anh chị các bạn. Mình đi đi kiếm xin cái lá trầu này nè các bạn, để mình xức cái chân mày cho em bé các bạn. Thì hên ghê luôn á, hên là ở đây có cái lá trầu, chứ cái lá trầu này bây giờ không có ai trồng hết trơn á. Khó kiếm lắm. Cái này là mình hồi sáng này mình lên cô 6 á, cô 7 á, cái mình ngồi mình nói chuyện hồi cái mình hỏi thì anh Tiến anh chỉ, anh Tiến chỉ lại đây nè. Ở đây cũng gần nhà cô 6 thôi. Giờ mình sẽ hái vài cái đọt. Vài cái lá và vài cái đọt. Mẹ kêu hái cái lá mà nó cái đọt non non các bạn, thì nó còn mủ á. Đây. Cái đọt nó non lắm, nó non. Mẹ mình kêu lấy để nó lấy cái mủ của nó nhớt nhớt giống như cái lá rau cai vậy á, thì mình xức cho em bé. Nghe mùi trầu. Lá trầu này nó đeo lên mấy cái cây này các bạn, đeo lên lớp dừa nữa kìa. Đây nè, đây nè, em lớp dừa nó quá chừng luôn. Mà hồi nãy mình mới hỏi xin rồi, mình hỏi xin cô nhà bên đây đối diện đây nè các bạn, cách cái mương nè, nó mình hỏi xin thì cổ nói là cứ hái đại đi, cái lá trầu này nhà bên đây. Đây quá chừng luôn nè, quá chừng luôn. Đây nè, nó đeo gốc dừa nữa các bạn. Bứt luôn cái đọt này nha. Anh ơi, cho em xin vài cái lá trầu nha anh. Đây nè, quá chừng luôn. Cái này mình xin về mình hơ bụng em bé nữa các bạn. Hơ bụng cũng được mà mình xức cái chân mày cho nó nữa. Đó, mình về mình rửa lại nha. Quá chừng luôn. Công nhận chỗ này á, cái cây này nhiều ghê luôn á. Đã ghê chưa? Rồi, như đây thôi. Mình hái được bao nhiêu đây nè các bạn? Như đây xài đủ rồi. Ví dụ mà thiếu thì lên xin thêm. Hồi nãy là mình xin cô hàng xóm thôi. Rồi đang hái thì có anh chủ nhà anh về, rồi mình hỏi anh chủ nhà luôn rồi. Anh cho rồi. Bây giờ mình sẽ rửa cái lá trầu này, nó dơ quá, bụi không à. Cái này cái đọt nè, thấy không? À, để lấy cho các bạn coi nè, đọt nè. Cái này nó có nhựa nhiều nè, kiểu như cái nhựa nó giống như cái gì qua này, cái lưỡi cái gì Đây, rau trai. Bé sắp dậy rồi các bạn. À, hồi nãy giờ mình ngồi mình đợi em bé ngủ, rồi bây giờ mình sẽ kêu em bé dậy để cho uống sữa cả 3 tiếng nha, ngủ cả 3 tiếng rồi đó. Giờ mình sẽ lấy cái đọt của cái lá trầu các bạn, mình quẹt cho em bé nha.
cậu ơi, không có chân mày với chân nữa cô. Vậy nè, vậy nè. Cái này thì mình nghe người ta chỉ là làm cái lá trầu hoặc là cái đọt lá trầu á, làm quẹt quẹt để vẽ cái chân mày cho em, mà chỉ vẽ trong tháng đầu tiên thôi, chứ ra tháng thì không có còn kinh nghiệm nữa. Mình không biết là do là cái này là do nó có cái mũ hay là chỉ là một cái mẹo, mình cũng không biết luôn, ai dạy sao mình làm vậy, tại vì em bé sao không thấy cái lông mày thì thấy ít quá, cho nên vẽ cho nó có nhiều nè. Gì ba, dì ba đây con. Dì ba đây, dì ba đây, vậy 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 con, vậy 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 nha, vậy vậy nè. Người ta đang ngủ ngon quá mà tự nhiên kêu người ta vậy, đúng không con? Vậy nè, dương vai. Có không? Đâu có. Đi vậy dở vậy nè chứ đâu có dám dở nhiều, dở nhiều nó đái á. Cũng ướt ướt á. Thay cái này không? Lấy cái này đâu, lấy cái tả nó đâu. Ê, mở mắt này nè, mở mắt này nè. Có đái nữa không? Coi có đái nữa không? Coi có đái. Ồ, mở mắt rồi. Các bạn coi nè, các bạn hồi nãy bác sĩ vô, bác sĩ massage phái nó nằm ngủ nè, ngủ mê man luôn á. Đó, bây giờ mình massage nó mà nó không dậy luôn. Nhìn cái thế thì thấu gì đâu, thì nè tay nè, cái tay nè. Ủa chị, ủa cái gì dở em gì? Em tưởng theo bây giờ mình sẽ tắm để mình để cho nó thơm tho nha. Vậy con, vậy tắm con. Nó mới ngủ luôn. Nó ngủ nhưng mà giờ phải tắm cho nó ngủ nữa. Vậy nha. Đó, thì ngủ cũng quẹo qua một bên thôi chứ đâu có gì đâu. Vậy nha. Đâu có thì ấy ít nhiều nước cho sạch. Cái chai xà bông này là chai xà bông tắm của em bé chị Phương gửi về, chị Phương về Việt Nam á, cái chị Phương cho tiền hai chai, thì cái chai này là cháu của chị Phương, chị Phương đều mua cho cái chai này á, nó không có bị dị ứng em bé các bạn. Cái này là của Đài Loan luôn. Để cô ơi, dạ, cô rồi. Cô không có nhiễu, không có nhiễu, cái tay nó nhiễu thôi. Nó khô quá thì nó đâu có ấy.
cái đầu tuốt. Đây dì bà ẵm con nha. Cái đầu đó con mấy người ta lau nó chưa ra hết đó chứ. Biết rồi, lau từ từ. Thì mỗi ngày tắm chút, mỗi ngày tắm chút. Ê, lau mặt nha, lau mặt nha. Lau mặt nha. Thú thật với cô chú anh chị và các bạn là hồi nhỏ thì mình có giữ em, mình có ẵm em, mình có giữ em, nhưng mà mình chưa có bao giờ tắm em hết trơn á. Đây là lần đầu tiên mình tắm em bé luôn á, cho nên là mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Mình coi ở trên mạng rồi mình bắt chước mình làm theo thôi, chứ cũng coi ở trên mạng người ta tắm á, thì mình làm theo, mà mình cũng chưa có dám làm mạnh, mình sợ cái da em bé nó còn mỏng. Đang tắm thì tiền hết chuyện nước biển, cái tiền kêu tháo cũng dậy ra, rồi cái mình tháo ra rồi mình mới tắm cho em bé tiếp. Câu vậy cái lúc mà mình tắm á, tại vì nó đang ngủ cho nên là mình tắm cái nó ẹ ẹ nó khóc, nhưng mà mình tắm xong rồi là nó thức, mà nó không có khóc nữa các bạn. Nó sập nó mát cái là nó nằm im re à, nó không có khóc nữa. Hôm nay mấy đêm liền luôn là Tiền với Phúc đâu có ngủ được đâu, cái cứ thức canh em bé không à. Mà con Tiền nó hôm bữa nó nói với mình là cho tới bây giờ có em bé rồi, sanh em bé ra rồi mà nó cứ nghĩ cháu của nó không à. Tại vì giữ Khánh Vy từ hồi nhỏ tới lớn á, cái giờ thành ra có em bé ăn tiện cũng chưa có quen nữa, nó cứ nghĩ là cháu chứ nó không có nghĩ là con. Mình cũng sợ em bé nó lạnh á, cho nên mình lau cái đầu trước bằng khăn ướt, xong rồi sau đó mình lau bằng khăn khô, xong cái mình đeo cái nón em bé vô, xong rồi mình mới lau tới cái mình lau nhanh nhanh, mình xúc phấn vô. Mình sợ làm lâu quá thì bé nó lạnh, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình làm luôn các bạn, cho nên là mình chưa có kinh nghiệm, mình làm còn bị chậm. Trùm cái đầu, trùm cái nón lại. Ủa sao cái áo này kỳ vậy? Dài bãi vậy. Dì ba chọc con phải không? Tối mà không có để cho người ta ngủ, người ta đang ngủ mà bắt người ta ra lao vậy đó, đúng không? Phải không? Rồi xong rồi. Bây giờ ẵm lên nha. Ẵm lên nha. Ẵm cho mẹ nha, trả nha. Oh, man.
Này, đeo cái nón kia không phải lại. Còn cái dòng nó để đã anh pha cho mát nó đi, mấy chưa sợ mát luôn đi anh. Chưa. Mát chưa? Rồi, anh có xuống dưới không? Mát chưa? Anh có xuống dưới không? Quấn hành con nhộng luôn nha. Có gì đâu, em nói trước anh xuống dưới pha hay miếng sữa cho. Quấn hành con nhộng luôn nha. Chưa hơm gì tới. Đừng nói vậy, ăn sữa nhỏ. Cái ruột của người ta chỉ là cái đường thẳng thôi đó. Ủa? Cái gì? Chị bán cái vô duyên, chọc vậy á. Ta có cái lông mày rõ ràng, tại vì lông nó màu trắng thôi. Nhiễm gì dữ con? Hồi nãy là mình lau mình em bé xong mà giờ nó phái, nó nằm em ghe luôn các bạn. Bây giờ mình đi về nha, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha.